Và xin chào cả nhà nhé. Xin mời cả nhà quay trở lại với kênh Thuyết Hàng Bãi Nhật. Video hôm nay em lại tiếp tục lên cho cả nhà ta rất nhiều mẫu bếp. Và là hôm nay đích là em sẽ đi báo giá một loạt bếp. Trên các cái bàn kính em đang để là chính là những bếp em sẽ báo giá cho cả nhà ta. Thì các bác xem video thì vui lòng kích cho em xin một nút like nhé. Có hàng bên em thì rất nhiều mặt hàng, trong đó có bếp ga và xe đạp là chủ đạo. Đấy, rồi là theo mùa có quạt, lọc khí, bù ẩm, hút ẩm, rồi là máy giặt đều có hết nhá. Các bác ưng mặt hàng sản phẩm Nhật nào thì cứ báo cho em. Đây bây giờ lúc này thì em đang ở như kho bếp, dàn hàng bếp. Hôm nay em sẽ báo giá từ mã T1 cho các bác cho đến T9 nhá. Đây, em sẽ dọi lần lượt rất chậm để các bác xem bác ưng mã nào. Đấy, em sẽ vào Zalo, em sẽ test lửa chi tiết gửi cho các bác, gửi cho các bác xem bộ ảnh cấu hình. Và video hôm nay em chỉ dọi hình ảnh bếp và báo giá cho các bác xem thôi. Còn em mô tả là nó sẽ rất chi là chi tiết ở trên Zalo. Có sao thì các bác nhận hàng mua như vậy luôn, và các bác nhận hàng đúng như vậy luôn thì mới thanh toán. Đấy, khi các bác mua hàng chỉ cần cọc nhẹ cho bên em một xíu, gọi là phí ship vận chuyển của khi kế toán xuất kho. Sau đó là các bác mới phải thanh toán nốt số tiền còn lại khi kiểm tra hàng đúng mặt hàng của mình, kiểm tra đã ok. Ngoài ra chính sách bảo hành bếp bên em là 1 năm nhé, có kỹ thuật hỗ trợ trọn đời cho các bác luôn. Rất nhiều bếp. Bây giờ hôm nay là ở bàn kính cuối này là 3 chiếc bếp siêu vip này. Bên này bên bàn thứ hai thì là những chiếc bếp thôi thông dụng bình thường. Bên này có cả một số bếp rẻ cũng như là bếp trung bình. Vâng, để không chờ đợi lâu, em sẽ báo giá từ mã T1 nhé. Đây các bác, trước màn hình các bác là mã T1. Đây là một chiếc Rinnai Mark X. Một chiếc Rinnai Mark X phím phản quang. Đấy, phản quang mặt kính này này, có tính năng 3S bên bếp nấu trái. Đấy, giá là 1,8 triệu. 1,8 triệu nhé. Bát con này thì là bát nhôm rồi. Đấy, trái phải đồng bộ, hỏng bếp vệ sinh cực kỳ sạch sẽ luôn. Rinnai nhá, T1 1,8 triệu các bác nhớ mã nhá, T1 1,8 triệu bao ship, tặng pin bao lưới chống chuột. Tiếp theo mã T2 là một chiếc Paloma mặt nâu cà phê cực kỳ chất, một chiếc mặt men nâu cà phê phun nhũ kim tuyến này. Đấy, phun nhũ ánh kim tuyến này các bác, lòng lành luôn. T2 nhá, 2,8 triệu. Con này là đời cao, con này là phím nhấn đời cao luôn. Cần gạt là cần gạt mạ chrome, sáng choang luôn. Con này đời rất cao luôn đấy, 2022 nhá. Hiện tại thì kho bên em đời cao nhất là 2022 rồi. Đấy, còn lại là những bếp đời 23 là hàng lướt rồi, 24 thì chưa có đâu các bác. 23 là hàng lướt, hàng mới nhá. Hàng lướt hàng mới đều có. Tuy nhiên là loại bếp đấy bên em ít nhập về, có khoảng 2-3 chiếc thôi. Mã T3 các bác này là một chiếc Osaka đồng thành vuông cạnh luôn, bo viền inox. Bo viền inox. Bát chia lửa này cũng là bát nhôm luôn, trái phải đồng bộ. T3 nhá, 3,1 triệu. Con này là con full chức năng, Osaka full chức năng. 2 đồng hồ các bác, 2 đồng hồ full chức năng, 2 đồng hồ thực chất luôn, rất đẹp. Con này thì tem đời của nó thì 2015 các bác. Đây, tem nguyên zin của nó đấy, 3,1 triệu nhá. Tiếp theo là một chiếc Rinnai. Bàn thứ hai là một chiếc Rinnai mặt men mang mã là T4, 2,8 triệu. Con này là con đa chức năng các bác. Con này con đa chức năng. Đa chức năng, có tính năng 3S, có tăng giảm điều chỉnh nhiệt độ, nấu cơm, nấu nước. Con này lò nướng 2 tầng lửa luôn, rất đẹp đấy. Lò nướng 2 tầng lửa này, tôn rồi là khay vĩ nguyên zin của nó, mặt kính nguyên zin luôn. Đấy, mặt men nhá, mặt men nguyên zin của Nhật. Màu ghi, màu ghi. Bát cũng là bát nhôm này, họng vệ sinh cực kỳ sạch sẽ rồi. Con này thì nó ra đời nó khoảng 2014 nhá. Tiếp theo là mã T5. T5 đây các bác, là một chiếc Rinnai màu vàng. Đấy, màu vàng sữa rất đẹp luôn. Đấy, con này thì trên mặt men nguyên bản của nó là có một điểm chảy, điểm xước. Đấy, bên em đã chám rồi, có một điểm xước thôi nhá, bên em đã tráng rồi. Nhìn chung tổng thể là rất đẹp, mặt men bóng loáng luôn. T5 giá 2,7 triệu nhá, giá 2,7 triệu. Bát của nó là bát nhôm. Con này đời 2021. Đó, rất là ok, đời cao 2021. Mã T6 các bạn ơi, mã T6 3 triệu, Mark X Osaka ga. Osaka ga full chức năng, 1 đồng hồ. Đấy, con này full chức năng 1 đồng hồ nhá. Con này là full chức năng. Tính năng 3S này, bên bếp phải này, 3 lửa to này, hẹn giờ này, hẹn giờ lò nướng này, 2 tầng lửa này. Mặt ếch này, mặt ếch luôn. Thì chất con này là bo viền của nó là màu trắng nhá, rất đẹp, màu trắng tinh khôi luôn. Mặt của nó thì là mặt kính, mặt của nó là mặt kính phun nhũ ánh kim tiến có màu xanh nhẹ, rất đẹp. Con này họng thì dòng này là dòng họng đúc rồi, lửa thì cực chất luôn. Bác thích lửa to thì dòng này sẽ phục vụ cho các bác, đảm bảo nhu cầu nhé. Bát của nó nguyên bản nguyên zin, cực đẹp luôn, rất chất. 3 triệu nha các bác, bao ship tận nhà. Mã T7 đây các bác ơi, mã T7 là một chiếc Paloma khủng long mặt đá. Một chiếc Paloma khủng long mặt đá. Con này thì miễn chê rồi, dòng VIP của Paloma. T7 nhá, 4,7 triệu. Full chức năng, hẹn giờ 3 bếp. Đấy, có đồng hồ, 1 đồng hồ nhưng hẹn giờ lên tới 3 bếp nhá. Lò nướng của nó này, tem chữ đây các bác, tem chữ nhật này, trên khay nướng này. Vẫn còn nguyên gì rất đẹp. Độ mới thì cũng rất cao rồi. Con này cũng là 2018 rồi các bác, tem zin của nó đấy. Đấy, tuy nhiên là bên em chỉ về vệ sinh thôi, rất chỉ là sạch sẽ rồi. Họng này vệ sinh sạch sẽ luôn. Bát nhôm của nó này, nấu cũng không nhiều đâu cho nên là vát đang còn rất đẹp đấy. Nắp chắn dầu, bên này đang còn cái nắp nữa. Mặt đá nhá, khủng long Paloma full chức năng, giá 4,7 triệu nhá. T7. Tiếp theo là T8 này. Đấy, T8 là một chiếc Osaka, một chiếc Osaka cảm biến điện tử lò nướng. Con này là bo viền inox, kiềng inox, nắp khói inox luôn. Đấy, bo viền inox, kiềng inox, nắp khói inox nhá, chắn dầu cũng inox luôn. Con này bát của nó thì là bát đồng nguyên bản. Họng thì nó là cũng nguyên luôn. Bên em chỉ vệ sinh sạch sẽ lại. Rất đẹp đấy. Con này làm bo viền inox, mặt kính màu đen. Phun nhũ ánh kim tuyến, rất đẹp. Ban đêm mà có ánh điện nữa là nó rất đẹp đấy các bác. Đó, đẹp long lanh luôn. Phun chức năng 2 đồng hồ. Phun chức năng 2 đồng hồ, cảm biến điện tử 7 lò nướng nhá. Mã cuối cùng trong video em giới thiệu hôm nay là mã T9, 4 triệu đồng. Mã T9 nhá, 4 triệu đồng là một chiếc Norich. Một chiếc Norich full chức năng 2 đồng hồ. Full chức năng 2 đồng hồ, hẹn giờ lò nướng và hẹn giờ bếp trái. Rất đẹp. Con này là họng đúc các bạn, con này cũng họng đúc luôn. Cực kỳ chất luôn này. Họng đúc rất đẹp, full chức năng 2 đồng hồ, khay bị nguyên zin, đang còn nguyên zin, rất đẹp luôn. Con này có dây trượt này, kéo rất êm luôn các bạn. Tôn phía trong lò nướng là nguyên zin, rất đẹp luôn. Phím thì cực chất rồi, phím bao dày luôn, bao dày bao chắc chắn luôn. Đấy, cần gạt này. Con này cũng điều chỉnh cảm biến này, điều chỉnh lò nướng và cảm biến điện tử đây các bác. 4 triệu đồng nha các bác, 4 triệu đồng. Lửa con này thì miễn chê luôn. Các bác cứ vào Zalo em test chi tiết cho các bác xem, gửi cho các bác đầy đủ bộ ảnh cấu hình. Các bác thích xem nội thất thì em dọi cho các bác xem luôn nhá. Rất nhiều dòng bếp bên em là cam kết là 100% khi quay trên video là gửi hàng cho bác đúng như vậy. Và khi các bác xem test lửa cũng gần như là như vậy luôn. Đặc biệt là tính năng cảm biến an toàn, tự ngắt lửa khóa ga, chào nước, hoặc là khi nấu cơm nấu cháo là có tính năng hẹn giờ, cũng như là kho cá kho thịt thì nó sẽ chống cháy nồi, đồng thời tiết kiệm ga. Đấy. Tất cả dòng bếp bên em đều là đánh lửa bằng IC nhé, sử dụng đôi pin đại. Còn có những con chất hàng lướt, hàng mới thì nó có thể sử dụng pin tiểu hoặc pin trung, tuy nhiên đa phần là pin đại nha các bác. Các bác mua hàng bên em sẽ được kiểm tra đầy đủ chi tiết cùng shipper rồi mới thanh toán nốt số tiền còn lại nhé. Bên em cam kết bảo hành 1 năm, hỗ trợ kỹ thuật trọn đời cho các bác khi các bác mua bếp. Đấy. Có những gì thắc mắc thì các bác cứ liên hệ cho em khi mua hàng bên em. Và ngoài ra thì các bác mua hàng em mới bán phụ kiện kèm theo cho các bác nhé. Còn nếu như khách không mua hàng thì em không bán phụ kiện kèm đâu. Video đến đây cũng dài rồi, báo đầy đủ chi tiết 4 mã rồi, siêu VIP là vòng bình thường tầm trung đều có cả. Các bác ưng mã nào thì vào Zalo kết bạn với em sẽ tư vấn chi tiết cho các bác. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.